Ngày 24 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Úc, 26 tháng 2 1973, 26 tháng 2 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ôn lại chặng đường phát triển và thành tựu trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông khẳng định Úc là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Việt Nam. Hiện quan hệ Việt Nam-Úc đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp nhiều vào sự phát triển song phương. Cụ thể, thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Úc qua các năm đều đạt mức trên 1,2 tỷ USD. Về đầu tư, hiện có 274 dự án của Úc tại thành phố với tổng vốn đăng ký hơn 200 triệu USD. Theo đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Kolesianowski, trong giai đoạn tới, ông tin rằng hai địa phương sẽ cùng nhau đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như sáng tạo và biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, và hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh.